xin chào các bạn đã trở lại với video của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một ứng dụng AI mới, đó là chuyển văn bản thành giọng nói. Đầu tiên, chúng ta sẽ vô Google và gõ từ khóa vbe.vn. Thì chúng ta sẽ thấy đó là công ty Vbe, hoặc ở dưới đây là vbe.com. Thì chọn một trong hai cái nào cũng được nha. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào ba dấu gạch ngang ở trên góc này để đăng nhập. Chúng ta có thể đăng nhập email mật khẩu phía dưới đây, hoặc là chúng ta có thể nhấn vào chữ Google này. Chúng ta sẽ chọn vô một tài khoản email của mình. Nhấn tiếp tục. Nhấn chọn vào ô vuông này và nhấn đồng ý và tiếp tục. Và chúng ta sẽ thử nghiệm cái đầu xem như thế nào nha. Chúng ta sẽ nhấn vào nhập văn bản. Ví dụ mình sẽ nhập dòng chữ này: Chào bạn, mình là Tom, mình đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Rất vui được làm quen với các bạn. Sau khi xong, chúng ta sẽ nhấn vào nút màu vàng này để chuyển văn bản thành giọng nói. Chúng ta sẽ cùng nghe kết quả nha. Chào bạn, mình là Tom, mình đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Rất vui được làm quen với các bạn. Và muốn thêm nhiều giọng nói khác nhau thì chúng ta sẽ nhấn vô hình người này. Và trong đây chúng ta có thể tìm được nhiều giọng nam và nữ khác nhau ở các miền Bắc, Trung, Nam, và đồng thời còn có tiếng của trẻ em nữa. Và để thay đổi tốc độ giọng đọc, chúng ta sẽ nhấn vào vị trí này. Thì trong đây có rất là nhiều tốc độ. Chúng ta sẽ chọn tốc độ phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Sau khi chuyển qua nhiều kiểu giọng đọc khác nhau thì chúng ta sẽ tải cái giọng đọc phù hợp về bằng cách chúng ta sẽ nhấn vào ba dấu chấm này. Sau đó nhấn vào tải audio. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý, để tạo văn bản thành giọng nói thì chúng ta có thể tạo ra nhiều. Tuy nhiên khi tải về, vì là bản miễn phí nên chúng ta chỉ tải được một lần trong một ngày. Và cũng còn rất là nhiều ứng dụng AI tạo văn bản thành giọng nói. Hoặc các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái ứng dụng này, ví dụ như là TTS OpenAI, Play.ht, CopyAI hoặc là Canva v.v. Thì tất cả những ứng dụng này đều hỗ trợ chúng ta chuyển văn bản thành giọng nói, để các bạn có thể tìm được những cái giọng phù hợp phục vụ cho công việc của mình. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.